Chúng mình hãy cùng làm quen với khái niệm phương trình vi phân nhé. Và như các bạn sẽ thấy, phương trình vi phân cực kỳ hữu ích cho việc mô hình hóa và mô phỏng các hiện tượng và đầu sau hiểu biết về cách chúng vận hành. Nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Bây giờ, chúng ta hãy nghĩ về hữu ích nhất là nhìn vào một phương trình vi phân để xem nó thật sự là gì nhé. Nếu như ở đây, mình viết một ví dụ của phương trình vi phân. Mình sẽ viết là đạo hàm cấp 2 của Y cộng hai lần đạo hàm của y sẽ bằng với ba lần y đây chỉ là một phương trình vi phân một cách khác để viết nó là nếu mình nói y là một hàm số của x mình có thể viết nó dưới ký hiệu hàm số chúng mình có thể viết đạo hàm cấp 2 của hàm số f theo x cộng hai lần đạo hàm của hàm f sẽ bằng với ba lần hàm số hoặc là nếu bạn muốn sử dụng ký hiệu Leibniz chúng ta cũng có thể viết là đạo hàm cấp 2 của y. Theo x cộng với hai lần đạo hàm của y theo x là bằng 3 lần y. Cả ba phương trình này đều biểu diễn điều tương tự nhau. Chúng đều muốn tìm hàm số mà đạo hàm cấp 2 của hàm cộng với hai lần đạo hàm của hàm sẽ bằng với ba lần của chính nó vì vậy mình muốn nói rõ là cả ba phương trình này đều tương tự nhau và từ nãy giờ những gì mình nói bạn có thể đoán được rằng là nghiệm của một phương trình vi phân sẽ là một hàm số hoặc một tập hợp các hàm nó không chỉ đột giá trị hoặc một tập hợp các giá trị vì vậy nghiệm của một phương trình vi phân sẽ là một hàm số hoặc là một một tập hợp các hàm số Điều quan trọng là bạn phải đối chiếu nó với một phương trình truyền thống. Mình viết nó xuống nhé. Một phương trình truyền thống. Có lẽ mình không nên dùng từ truyền thống phương trình vi vì phương trình vi phân của nó xuất hiện được khá lâu rồi. Vậy hãy để mình viết một phương trình đại số nhé. Một một phương trình đại số mà bạn đã quen thuộc. Một phương trình đại số có thể trông giống như để mình viết một phương trình bậc hai đơn giản nhé. X bình cộng với 3x cộng 2 bằng 0 Cái nghiệm cho phương trình đại số này Sẽ là số Hoặc là một bộ số Mình sẽ giải nó Nó sẽ là x cộng 2 nhân x cộng 1 bằng 0 Vậy x có thể bằng trừ 2 Hoặc x có thể bằng trừ 1 Cái nghiệm ở đây là các con số Hoặc là tập hợp các giá trị Mà nó thỏa mãn phương trình này còn ở đây là mối liên hệ giữa một hàm số và các đạo hàm của nó và vì vậy một hoặc các nghiệm của nó sẽ là một hàm số hoặc là một tập hợp các hàm số chúng mình hay làm cho nó trông dễ hiểu hơn nhé nghiệm của một trong ba hàm số này mà về cơ bản thì nó là một thứ đấy nó sẽ trông như thế nào hãy để mình di chuyển qua đây một chút nhé bây giờ chúng mình có thể xem xem các nghiệm này có thể trông như thế nào để mình xóa mấy cái lọt vật mình viết ở đây nhé. Và bây giờ mình sẽ cho bạn xem ví dụ của các nghiệm này. Chúng mình sẽ thử xem đây có thật sự là nghiệm của các phương trình vi phân tương tự nhau này mà nó được viết theo nhiều cách khác nhau không nhé. Nhưng mình chỉ hy vọng là bạn sẽ biết được nghiệm của một phương trình vi phân trông như thế nào và chúng thường sẽ có nhiều hơn một nghiệm đấy. Nghiệm của chúng có thể là cả một tập hợp các hàm số. Vì vậy, một nghiệm cho phương trình vi phân này đây là sẽ đây sẽ là cái đầu tiên của chúng mình mình sẽ gọi nghiệm đầu tiên này là y 1 và mình thậm chí có thể viết là y 1 theo x để nói rõ rằng đây là một hàm theo x và y 1 theo x sẽ bằng với e mũ trừ 3 x bạn nên dừng video này tại đây và và tìm đạo hàm của y 1 và đạo hàm cấp 2 của nó để chắc chắn rằng nó thực sự thỏa mãn phương trình vi phân này không nhé mình sẽ cho rằng bạn đã tính thử nó rồi, nên giờ hãy cùng nhau giải nhé. Đây là Y1. Đạo hàm của Y1, chúng mình sẽ thực hiện quy tắc chuỗi ở đây. Đạo hàm của trừ 3X theo X sẽ là trừ 3. Và đạo hàm của E mũ 3X theo 3 trừ 3X sẽ là E mũ trừ 3X. Và nếu chúng ta lấy đạo hàm cấp 2 của Y1, nó chính là đạo hàm của cái này này. Và đạo hàm của nó sẽ là 3 nhân trừ 3 Sẽ là 3e mũ trừ 3x Và bây giờ mình có thể thay các giá trị này Và các phương trình vi phân Hay là các biểu thức này Và các phương trình Để chắc chắn là chúng có đúng với hàm số này hay không nhé Chúng mình hãy thử lại nhé Đầu tiên là chúng mình có đạo hàm cấp 2 của y Nó sẽ là phần này ngay đây Vậy ta có 9e mũ trừ 3x cộng hai lần đạo hàm của y. Vậy nó sẽ là hai lần cái này ngay đây. Vì vậy nó sẽ là trừ 6 để mình sẽ viết là cộng trừ 6e mũ trừ 3x. Để ý là mình vừa lấy hai lần đạo hàm của y. Hai lần đạo hàm của y sẽ bằng hoặc là sẽ cần phải bằng nếu như y1 thực sự thỏa mãn phương trình vi phân này thì hai lần đạo hàm của y sẽ cần phải bằng 3 lần y 3 lần y là 3 lần e mũ trừ 3x 3 e mũ trừ 3x chúng mình hãy xem xem nó có đúng không nhé hai hạng tử này ngay tại đây 3, 9 e mũ trừ 3x trừ đi 6 e mũ trừ 3x nó sẽ là 3 e mũ trừ 3x và sẽ bằng với 3e mũ trừ 3x. Vậy, y1 thật sự là một nghiệm của phương trình vi phân này. Như rồi bạn sẽ thấy, nó không phải là nghiệm duy nhất của phương trình vi phân này. Ví dụ, chúng mình có chúng mình có y2 bằng e mũ e mũ x cũng là một nghiệm của phương trình vi phân này. Và bạn nên tạm dừng video lại một lần nữa và tính thử xem nó có phải là nghiệm không nhé. Chắc là bạn đã thử rồi nhỉ. Đạo hàm của Y2 khá là đơn giản là E mũ X, đạo hàm cấp 2 của Y2. Một điều khá hay là nó cũng sẽ là E mũ X. Vậy, đạo hàm cấp 2 của Y2, để mình viết nó bằng cùng một màu nhé. Vậy đạo hàm cấp 2 của nó sẽ là E mũ X cộng 2 lần E mũ X cộng với 2 lần e mũ x sẽ bằng với 3 lần e mũ x. Điều này hoàn toàn đúng, e mũ x cộng với 2 lần e mũ x thì sẽ bằng với 3 lần e mũ x. Vì vậy, y2 cũng sẽ là một nghiệm của phương trình vi phân này đây chỉ là mới là bắt đầu thôi trong những video tiếp theo chúng mình sẽ tìm hiểu về nó nhiều hơn chúng mình sẽ xem xét các nghiệm hoặc tập hợp các nghiệm sẽ trông như thế nào tìm hiểu về phương pháp giải hình dung ra nghiệm của các phương trình vi phân và các công cụ hữu ích để đào sâu hơn về khái niệm này